các bác cũng có thể nhìn thấy là bạn này này ngồi cạnh nhau thì cái hình hài nhìn nó khác hoàn toàn nhau. Đây, nhìn này nó hụt khổ, sợ cực kỳ đấy. Anh còn ảnh không? Cái này là thực tế nhé, không phải là cháu yêu cố gắng khều. À, đi đây em đóng thẳng sang bên kia. Nhìn thẳng sang, đi thẳng sang. Cháu tên xin gửi lời chào đến toàn thể các bác cô chú anh chị và quý khán giả tiếp tục đồng hành với Tem. Hôm nay thì Tem con dốc mạch và hoa cổ núi đi thăm một hoàn cảnh gia đình và một đứa nhỏ, cháu nhỏ bị chân gọi là chân kỳ lạ, rất là lạ cho các bác ạ. Đường vào nhà em đây. Có bom đấy. Không biết được. Đường thì xui qua hang đá như thế này để đi vào nhà bé nhé các bác. Đây kia nhà kia có điều kiện hay là nhà văn hóa gì? Đâu đây nhà văn hóa, lớp học gì đấy thôi. À đây, bên cạnh lớp học đây nhà văn hóa. Nhà văn hóa, nhà văn hóa thôn. Wow. Cả nhà cho anh em mình đi vào chia sẻ một câu chuyện kỳ lạ nhé, đặc biệt. Nó đặc biệt đi. Ơ kia kìa, đứng ở cửa hóng kìa. Mẹ nói. Hai đứa bé đấy. Hôm nay thì tiếp tục series. Anh em mình sẽ đi chia sẻ một em bé. Em bé có bàn chân kỳ lạ. Có đôi bàn chân rất kỳ lạ. Đó là hình Bình Dương. Không quay thì cầm em đi. Ok. Có cái bàn chân hình cái búa đinh. Búa đinh. Tất cả các bác làm thợ xây hay là các thứ anh em cơ khí rồi là thợ mộc thì không còn lạ gì với búa đinh. Đó là búa đinh. Nghe thôi cũng đó là một cái gì đấy rất là lạ. Nhưng mà người có cái bàn chân giống búa đinh là chưa thấy bao giờ. Anh em mình sẽ cho thầy đông giả và cho các bác tận mắt nhìn thấy bạn nhỏ này. Hiện tại bé được bao nhiêu tuổi rồi anh Đông? Anh không nhớ đâu. Nhớ. Anh Đông vào trước đi. Quay. Cứ ăn. Cứ vào. Cứ vào. Đây bây giờ ra ngoài này, đây. Con đi ra bên, trả hai con. Cô con gái anh. Con nhảy tí mua từ làm sao? Nhảy tí ca mô cho nó tại có cửa. Ồ, tại có cửa. Đây cái bình của bé. Bố mẹ thì không có ở nhà rồi. Bây giờ thì nhờ anh Đông chia sẻ đi. Anh tí thằng anh lớn này nó nói rồi. Ờ, đang mặc quần. Đây là bé này à? Không. Đâu, thằng anh lớn đang mặc quần. Đây là em thứ hai đúng không? Có cho tu thì ó là, tu. Có tu thì ó là. Là là. Còn lúc trẻ nhỏ đi đây giờ. Đây đây giờ. Ôi giời ơi, muốn ta xung rồi là. Tu nè. Chị tao có một chị tao mua cả tao tao nhà 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 chị chồng nhà chị cô nhà chị là nhà chị là cái sở thế này đó kia honey con này giờ honey này honey chị cho em một trận thì cái gì à tu ở cái tuổi thì tụi con là chó thì các bạn chỗ o ấy tụi tụi lo là cái dùng là cao tuổi này, ngủ nhà là sinh hoạt ở ngoài này thế nào? Mời anh em ngồi, mời anh
chân lên gì chưa? Thế là nhà nó ngồi đấy em quay mới được ạ. Nó ngồi ở cửa này thì ánh sáng em quay nó mới không bị phản chiếu. Ngồi ở cửa đó, mình ngồi ngoài này, khán giả quay phim ngồi ngoài này. Rồi đấy. Đấy, ngồi đấy bắt đầu là nó mới đầu kia đấy. Thế nào? Các bạn nào, nắm rồi cũng đau nhỏ lên. Đấy, để cho thằng cu con nó. Rồi, ok. Bố mẹ đâu hết rồi? Bố mẹ của em đi đâu rồi? Để chi mua từ đà. Em ăn cả cốc rồi. Cả cốc rồi, có gì mua cả đất à? Cả thịt chắc à? Thịt chắc là 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 thịt chắc. Mẹ thế này. Hôm nay thì cháu Tuyên và anh Tam Giác Mạch với lại anh Thảo nữa, cả anh Đông nữa đến thăm gia đình bạn nhỏ này, nhân vật chính này với là nhân vật chính thì như lần đầu video anh em giới thiệu là bị chân cả hai bàn chân giống như kiểu hình hài bốn đinh ấy. Mình giới thiệu những cái nhà đai anh em mà đây đây anh em có được cái gì rồi đây nhá. Cho nó đi ốp ốp đúng không? Ốp đúng không? Mua từ gà. Ít từ đúng không? Ừ. Giờ khoan là có từ. Ít từ này. Ít từ này là mua từ. Ít từ. Là có 5 anh chị em. Thì bạn này là bạn Nam Cả, còn chị Trả nữa là đi theo bố mẹ đi lên nương để. Đi cũng không ngu. Đứa thứ hai thì mất rồi. Ủa? Mất một bé rồi à? Một bé gái mất rồi. Còn đây là nên, em là có thịt trăng. Thịt trăng. Do cho cái chi này. Vừa là thịt chi. Ủa đúng không? Thịt chi là vừa là thịt y. 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 Cái này là cái bé thôi mà này còn đi lấy mua rồi. À, chắc thì cho mẹ lên nương thôi. Thế nghĩa là bạn này là bạn cả, con bé đi dạy. Có bạn là có thể không? Có thể là cho xin. Chị xin nhá. Tôi xong. À, các bạn xin. Các bạn này thì đi chơi đi. Không phải việc của các bạn. Đây đi chơi đã nhé. Thì chú Hiệp phát kẹo xong. À, anh tên tiếp tục phỏng vấn đi để tìm hiểu một tí về các bé. Đi nhờ Chí này. Ở Chí này, ở Chí cuối cùng để có cửa đáng rồi. Ờ, sơ sinh. Xin chào. Cháu cảm ơn chú. Bạn này thì đang học lớp 4. Đang học lớp 4. Phải nói tiếng phổ thông nhiều vào nhá. Không nói được. Nói được một vài câu thôi. Hỏi không trả lời được. Đến tên của mình cần chưa giới thiệu được. Phải có sao nào tôi tí bên lúc bên đi cả hờ hờ bạn này thì o lúa tôi đi mình à cái mít sai là tôi đi cái mít sai là tôi sai là tôi đi là đây là cút rồi hai gái hai trai đây là con gái hả con gái một bạn gái nữa là mất rồi tổng là còn 5 anh chị em hôm nay thì anh em mình đến thì cũng khá là tiếc vì không gặp được bố mẹ để hỏi xem là cái chân của bé đấy. Bây giờ anh em mình mới gặp trực tiếp là bạn mình là bạn này chắc cũng được hơn tuổi rồi nhỉ? Tao ít sống tao mất. Ủa lũ, bạn hơn 3 tuổi đấy. Sao bé thế? Ngày trước anh Đông ấy gặp là đã là suy dinh dưỡng nặng rồi mà đúng không anh Đông? Suy dinh dưỡng mấy tháng đã suy dinh dưỡng từ vùng mẹ rồi. Tao thì tao có là. Tao thì tao. Gà rất là. Không sao lạnh thế nhỉ? Chân bé không tiếp xúc ấy, không di chuyển nhiều ấy. Ồ, nhìn con đàn đề, con đàn đề này chưa? À, mà này, anh vừa tắm cho mà. Ôi giời, thả nào ướt át thế. Vừa tắm cho. Đi lấy một cái khăn vào đây. Để lau em, lau cho em. Ướt mẹ ốm. Cái bạn này, trong mùa, ngực nó còn đua ra. Khăn. Sao anh ngực sao? Khua hò. Nhưng mà lúc khua hò. Đua ra. Khác thường chứ chẳng còn khác. Nói chung là nhìn cái hình hài của bé thì cũng có một phần gọi là khác thể trạng nó khác với những đứa còn lại. Các bác cũng có thể nhìn thấy là bạn này này ngồi cạnh nhau thì cái hình hài nhìn nó khác hoàn toàn nhau.
trong đó nhìn chân người Anh thì nhìn đã khá là người mà lành lặn và không bị sao, thì nhìn cái cơ thể nó khác hoàn toàn nhau. Bé thì nhìn có vẻ là ở đoạn dưới nó nhỏ hơn, đoạn trên thì chấp hộp khuôn cả son nó rất hảo, teo teo kiểu như thế, nhìn chứ nó không khó, không cân đối. Lúc hắn đặc biệt là cái đầu, nhìn ở cái đầu thì nó dẹp thì cái hình hài của cái đầu nó đây. Có một chút thì nó này rất là đẹp trai, khôi ngô nhá, rất là đặc biệt. Di chuyển thì sao á? Không di chuyển đâu, bố mẹ không sao đâu. Có thể là bố mẹ không trao, nhưng ông bà có liên quan đến những đời trước ấy. Vào thần thức ăn uống như thế nhỉ? Lúc ăn uống mà khi mà người phụ nữ người ta có bầu, người ta bị cảm sốt mà không biết uống thuốc. Ừ, là nó sẽ bị dị dạng đúng không? Đúng rồi. Thai nhi sẽ bị thai nhi nó sẽ ảnh hưởng lúc mà uống nhầm thuốc này. Nhiều gia đình thì thứ nhất là không nhận thức được cái vấn đề cái lúc thời điểm mang thai. Cái thứ hai nữa là nhiều gia đình thì lại thức ăn với lại rất nhiều những cái chất dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai, không biết cách để bảo vệ bản thân. Cái thứ ba nữa là do cái kinh tế gia đình của họ ở trên vùng cao á. Đấy. Cũng gặp rất là nhiều trở ngại và khó khăn. Ôi giời ơi, anh làm cho không làm cho. Ở nhà là suốt ngày là tiếp chăm em thôi, đúng không? Giúp em tắm rửa rồi là dọn dẹp các thứ cho em. Thế là anh không đi làm à? Không đi hầu bố mẹ làm. Trong em rồi. Ở nhà mà đấy các bác. Em hầu thì năm nay mới học lớp 4 thôi. Nghĩa là khoảng... Làm anh cả, vừa làm cha làm mẹ. 12 tuổi em đang học lớp 4 rồi. Mình đúng vậy sao? Năm nay vẫn là rồi. Năm nay vẫn là chưa được. Để vào xem nào. Đi anh em nhiều. Thế là con học lớp 5, 12 tuổi, 12 tuổi anh em lớp 6. Không được, chậm. Mình đi chậm. Gì? Cái này hiếm rồi mà. Lớp 16, 12 tuổi là bây giờ bước vào tuổi 13 là phải lớp 7 rồi. Đấy, bằng có em rồi. Sinh năm 2012. Trước mình lên là nghĩ là bé gái thôi, à bé trai thôi. Vì đọc bé là mập mạp hơn bây giờ. Bây giờ gầy đi nhiều rồi đấy. Đây mọi người, nhân vật chính thì cũng đây rồi. Anh em mình vừa tìm hiểu qua một chút thì các bé là có 5 anh chị em, tuy nhiên là một bạn mất rồi, không may mất rồi. Hôm nay bố em bé không ở nhà nên anh em mình sẽ chia sẻ một chút. Đây là lần đầu tiên anh em mình thấy, đây là cả bàn chân luôn mọi người nhé. Cả hai luôn đấy, cả hai cái chân luôn. Phát triển bình thường thôi, tuy nhiên thì là... Đây. Nhìn cái nó còn khổ, sợ cực kỳ đấy. Anh còn ảnh đâu. Cái này là thực tế nhỉ, không phải là cháu hiệp cố gắng khều ra để em bé có thể là ấy đó. Vừa rồi nó mới thì hiện là một năm. Nhà em không đi được luôn. Thì là đi bò rất này có bò được không? À, vẫn bò được à? Em có biết nói không? Biết nói luôn á. Vẫn nói lại nói chuyện các thứ bình thường. Ừ. Nói thì nó. Như thế này, cá chỉ cá, nói thì nó. Hả mi cá chỉ cá à? Nó chính là nuôi hay gì nó á à? Không dám, không dám mà nói bởi vì trẻ thì trên vùng cao là ít tiếp xúc với người ngoài, sợ khá là nhút nhát. Các bạn cũng rụt rè về cái giao tiếp và cái khác dân tộc khác, thì khi mà mình đến thì họ cũng bị bất ngờ nữa. Thả lớp mềm mềm lớp ly ly là đèn tao nè, đây có xương nhá. Tao thở mềm đi giải cho ni là lo ha mo đi. Mẹ thầu dù lo đi giá như thế nào? Bẩm sinh rồi. Bẩm sinh. Thật ra là không có không có điều kiện để mà đi chụp chiếu ấy. Không là trong quá trình mà đang chữa, đang bầu ấy là có thể biết được rồi. Đấy là sàng lọc trước sinh là đấy là khám sàng lọc trước nó dễ dễ hơn, nhưng mà đây thì điều kiện ăn nó không đủ làm sao đấy. Mà ấy được. Cháu Hiệp ở đây thì thay mặt tất cả mọi người chúng ta tò mò nhé, sờ thử cái gì bên này mềm cũng đều có xương, như là gót chân là có xương đàng hoàng nhé. Đấy, và bàn chân thì đây cái phần này là cái xương nó đây là khó mô tả. Tức nghĩa là cái phần mu này, cái phần mu của em bé, cái phần này là xương lồi ra nhiều hơn, nó như kiểu một cái hình tam giác ấy. Đấy, nó là vòm vòm vào đây này. Đấy. Đấy. Và rất là mềm.
phần này có xương và cũng rất là nhiều thịt. Và tất cả các cái chi của bàn chân này là phát triển bình thường nhé, không có gì bất thường đâu. Tuy nhiên thì đúng lần đầu tiên anh em mình thấy là một bé gái, chắc là Việt Nam chắc là duy nhất rồi, là có cái đôi bàn chân. Có thể đấy, có thể đấy. Đôi bàn chân là hình cái búa, búa đinh. Đấy, mọi người tưởng tượng là cái này là đầu búa đinh này. Còn cái trên này là cái xà cày để mình cậy đinh ấy, móc phát là ra luôn. Bé mà cong chân lên là giống cái xà cày luôn rồi. Không biết là cái này là do gen di truyền, à chắc là gen di truyền không phải. Chắc là do một cái bệnh lý nào đó mà anh em mình trong tầm hiểu biết là chưa biết được. Các bác đã thấy ở đâu bao giờ? Các bác theo anh thì thứ nhất là về nhìn những cái hình hài này, anh nghi là khả năng cao là cũng do gen nữa. Một phần là do gen của thế hệ trước để lại, ví dụ những cái đời khác ấy thì nhà, gen nó bị lặn đi, sau đấy đến đời sang, con thì bắt đầu mới chuyển nhà của anh làm sao không chuyển lại gen. Cái này thì mình không thể giải thích được và khoa học thậm chí là cũng không thể nói trước được. Có thể là nó lặn một thời gian và qua mấy đời rồi thế hệ nào đấy. Đấy, mấy thế hệ cơ. Rất đáng yêu nhé, rất là đáng yêu. Và tiếc rằng là bây giờ bé 3 tuổi rồi nhưng mà vẫn chưa biết đi, chỉ có thể bò thôi. Nói năng, chức năng nói năng bình thường, nghe bình thường, nhưng mà chỉ có mỗi chức năng đi là bé chưa biết đi. Có thể là biết đi muộn hoặc là gia đình chưa có điều kiện tập cho bé đi. Hoặc là anh em mình không hy vọng rằng sau này bé không biết đi đâu nhé. À không, anh xin phép mà nói cho các em hiểu này. Anh là Đông là người tham gia từ đầu. Tham gia là cô bé này là trước khi sinh ra được 3-4 tháng. Thì lúc đó anh đến thì thật sự các em nghe là anh cảm thấy nó không phải là mình nói như nào này. Nếu anh mà nói một điều đó thì nó rất là ác cái mồm của anh. Anh cảm giác cô bé này nó không phải là hình hài một đứa trẻ con. Mà lúc đó là khi mà anh đến đây là cái lồng ngực này nó lên, cái mu bụng này nó cao lên, mà cái bàn tay này mấy cái xương này của nó anh nói thật thì có ra mấy xương không cô bé này xương khi sinh ra mà anh cảm tưởng như kiểu là ở đây người ta gọi là ví như kiểu sinh ra một con ma rừng. Đúng rồi, tất cả những đứa con của người Mông ấy, thường thường là khi mà sinh đẻ ra hình hài nó cũng giống như con người á, họ sẽ mặc định cho nó là một con ma, bởi vì lúc đấy là họ bắt đầu điên cuồng tìm các thầy cúng để cúng đủ các thể loại. Đây nhá, các em nhìn chưa, hình dung cái đầu của cháu này nó là khác cái đầu của mọi người rồi. Đấy, bạn ở đây nói tại nó chua là tí đấy. Đấy, lúc đó là ít, nó ít tóc nó mới sinh nó hơi lơ tơ. Khoan nhá, bây giờ để ý ném để ý lại một tí này, quả đầu cũng gần giống cái búa đinh nhá. Đúng rồi, quả đầu nó khác này, quả đầu như này lẹp vào đây giữa này, xong rồi lại trồi ra này. Đấy, đằng sau này phình to này. Đây là lúc mà lúc mà đến thì sau này cô bé này anh cảm thấy như kiểu là có dính một lời nguyền gì đó thì mới sinh ra cảm giác. Hy vọng là câu chuyện của anh Đông chỉ là một câu chuyện anh em mình nhận định thôi. Chứ anh em mình cũng không cái gọi là cái chuẩn xác nào, chuẩn xác mình không nghĩ được xấu hay là. Và trong khi đó là anh cũng đã kêu gọi các mạnh thường quân cho cháu về đi, vì lúc đó là chúng anh thì là cô bé bị suy dinh dưỡng thôi. Vì mới sinh có mấy tháng thì có là suy dinh dưỡng thôi chứ còn chưa biết được cái đôi chân này. Nhưng mà đi khám cho về Hà Nội khám. Thì bác sĩ đã kết luận là cháu bị dị tật từ lúc ở trong bụng mẹ. Đó. Đấy, và có nghĩa là khi bác sĩ Hà Nội chuẩn đoán là cái đôi chân này là sau này không chữa được. Không sẽ mang cái hình hài này suốt cuộc đời. Đưa về bệnh viện là cũng không mổ hay cắt xương được đấy. Không can thiệp được. Vì là người ta nói là khi một người mẹ mà ở trên đây không may mà lúc mà có bầu ấy, mà bị cảm xúc không biết uống gì là thì nó sẽ ảnh hưởng đến bầu thai hoặc là trên đây thì nhiều người cứ bầu là huyết cận đấy, huyết cận huyết. Thứ hai là nó nhiều cái nguyên nhân đó. Không ăn nữa. Mà bây giờ thì lúc đó bác sĩ trả lời với các anh là đôi chân này cháu sau này không chữa được vì nó là đã là dị tật từ bụng mẹ rồi. Chứ còn đâu là nó thẳng như thế. Để mà chữa là không có. Nghĩ như vậy. Sau này thế giới công nghệ cao can thiệp kiểu gì thì anh chưa biết đâu. Hy vọng là tương lai thì bé sẽ cứu được đôi chân bé. Đúng rồi, vì cái công nghệ càng ngày phát triển lên, khoa học phát triển lên thì các y bác sĩ sẽ giỏi lên, sẽ ấy được. Chứ mình không thể nhận được rằng
năm ngoái nó khác nhưng sang năm nay kinh nghệ nó khác. Hy vọng là một cái sản phẩm cho đấy, mọi người bây giờ nhìn nghiêng đầu bé đi đấy thì nhìn đây này đằng trước của bé lồi ra đằng sau là một cục u rồi. Nói để mọi người sờ vào mọi người biết cảm giác được. Bây giờ cháu có tóc rồi nó phủ đi mọi người không phát hiện được đâu. Thì bản thân anh em mình đến đây mục đích là muốn chia sẻ lên cho quý khán giả và các bác xem về cái câu chuyện của chú bé có cái đôi chân kỳ lạ. Còn về sinh ra và lớn lên của các bé như thế nào thì anh không quyết định được. Còn đâu thì anh Đông là người đồng hành với bé từ lúc bé mới sinh ra cho đến khoảng mấy tháng đúng không? Là anh bắt đầu có duyên để gặp được bé và có những sự hỗ trợ giúp đỡ cho bé. Tuy nhiên thì khi mà anh Đông đưa đến bệnh viện Hà Nội và cũng không thay đổi được, bác sĩ không thể can thiệp được như anh Đông đã nói. Thì hiện tại bây giờ và cho đến tương lai thì bé vẫn sẽ mang hình hài này suốt cuộc đời. Mà đây anh em mình chia sẻ tới phút này cũng hy vọng là các bác cũng các chú nếu như mà đã nhìn thấy ở đâu đó, đã biết ở đâu có hoàn cảnh nào đó mà đã chữa được như thế này rồi thì các bác có thể tư vấn và góp ý cho anh em mình cũng sẽ cố gắng nếu như mà trong khả năng anh em mình làm được thì cố gắng làm sao để trao cho bé một đôi chân khác chẳng hạn thế, có thể thay đổi được cái đôi chân của bé chẳng hạn. Anh cũng xin phép ngắt lời chút, cũng là nhờ tất cả các em bên đây để quay lên cái bộ phim này. Biết đâu được có nhiều bác sĩ người ta cũng được đi ăn học ở nước ngoài, người ta lại cắt thêm được cái chân như này của dài ra thì người ta sẽ kết nối với các em xem được những cái bộ phim của các em lại truyền tải lên để cho người ta ngồi người ta xem a. Người ta sẽ liên lạc cho các em một ơn kia ơi hay là các em ơi anh cái trường hợp anh đã chữa rồi thì các em có khả năng là kết nối để đưa lên đó khu vực đó. Chỉ cần bây giờ chỉ cần có thông tin là có người chữa được thôi, anh em mình sẽ cố gắng làm sao để di chuyển cháu và kinh phí thì chắc chắn rồi, anh em mình sẽ kết hợp với nhau để kêu gọi và hỗ trợ cho bé hết mình. Còn chưa biết là sẽ hỗ trợ đến đâu, tuy nhiên thì anh em mình sẽ cố gắng trong khả năng của anh em mình. Hy vọng là chúng ta và các bác cô chú chị sẽ đồng hành cùng với cả tất cả anh em để có những sự hỗ trợ và can thiệp kịp thời cho bé, bởi vì hiện tại bây giờ bé còn rất là nhỏ thì có thể là sẽ chữa chạy nó cũng sẽ dễ hơn, còn khi nào mà lớn lên rồi mà kiểu như là cái xương và cái cơ thể nó phát triển đầy đủ rồi ấy, đến lúc đấy thì gần như là muốn thay đổi thì cũng hơi khó. Đây này, mấy cái ngón chân nó mọc không đều đấy. Cái sáng hôm nay anh em mình đến chia sẻ chỉ là cái đặc biệt đây là cái chân này các bác này. Đấy, như kiểu là cái xương nó bị rụt kéo về đằng sau cái chưa lại rỉa lên. Năm cái ngón chân thì ba ngón là bằng nhau, hai ngón là một ngón cái thấp này, ngón út là lại bị nhô cao lên như kiểu răng răng khểnh ấy, răng không phải răng khểnh mà là răng mọc lung tung, gọi là răng khểnh gần này đấy, răng mọc lung tung, một ngón chân cũng mọc rất là lung tung. Cái này là anh nghĩ đều là ngón chân này không có xương nhưng vẫn có bình thường nhá. Có mà có bình thường. Như này thì chắc chắn là tất cả các công ty giày là bó tay rồi, không bán giày được cho bé mình. Cái này phải thiết kế. Phải thiết kế riêng như kiểu của Ronaldo ấy. Còn dép thì vẫn đi được. Dép vẫn đi được. Mà đi bây giờ bé có đi đâu. Đấy. Cái quan trọng là bây giờ làm sao để cho bé đi được là vấn đề quan trọng này. Hy vọng là bé sẽ biết đi. Và với những cái phân tích của anh Đông ấy thì mọi người rút ra đó là gì? Thứ nhất là với tất cả bà bầu mà đang trong cái thời kỳ thai nghén ấy, thai bầu bì ấy, thì hết sức là lưu ý. Có thể là một cái giả thuyết như anh nói, anh đã đi từng bệnh viện, anh cũng nghe bác sĩ phân tích là có thể trong quá trình mang thai là ốm đau gì đấy mà tự ý sử dụng thuốc không theo cái chỉ định của bác sĩ. Do vậy là có thể là một cái nguyên nhân ảnh hưởng tới cái dị tật này. Hoặc là thứ hai là hơi tâm linh một tí, bé có thể dính một cái lời nguyền hay một cái, hay là bé sinh ra mang một cái chức năng gì đấy đảm nhiệm cho cái thế giới của mình. Đấy, anh em mình không có cái ý đồ độc ác hay là phân biệt miệt thị các bé đâu, tuy nhiên mong rằng trong thời gian tới bé sẽ biết đi như bao bạn bè khác, và chắc chắn bé có hình hài như thế này thì chắc chắn tương lai bé sẽ có thể là cũng là một cái vĩ nhân nào đấy, đúng không? Có thể lắm chứ, đúng không? Không thể biết trước được đâu. Khoa học này là tiên lên chứ. Nói đi thì cũng phải nói lại. Tuy nhiên thì anh em mình cũng hy vọng là bé cũng phát triển và lớn lên như ba bạn bè khác, bởi vì ai cũng vậy thôi, mong muốn cuộc sống của mình nó bình thường. Đặc biệt là với bà con nghèo vùng cao nữa. Không có nhiều sự thay đổi đâu. Theo anh thì kể cả như sau này bé có lớn lên thì chắc chắn là bé sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều. Từ cái hình hài của bé và cái vấn đề mà anh em mình đang nhìn thấy ở ngay trước mắt đây là bé không thể đi lại được, thì chắc chắn lớn lên
với những cái sự thiệt thòi nhất định đến với bé, thì hy vọng là bé có thể đi lại được và đi học và đi chơi như các bạn khác, có những cái tuổi thơ, có những cuộc sống như những đứa trẻ khác. Cũng chúc cho bé thật nhiều sức khỏe thôi. Anh em mình cũng chả dám lập định là lời nguyền hay là bất cứ cái gì cả, có thể là nó liên quan đến cái gì đó thì anh em mình cũng chưa biết, nhưng mà đây là anh em mình suy luận thôi các bác nhé. Suy luận rất đáng yêu nhé, cầm cái đoạn đấy thích lắm nè, cầm cái đoạn chân của bé, chân của bé cả ba cậu xì luôn, nhưng mà không ai thì sao, à hai cậu, mỗi bạn này bị thôi. Bạn mà mất rồi kia có bị như này không? Không. Mất rồi cũng bình thường, nhưng mà tại sao lại mất, em có biết không? Lúc mất thì em được bao nhiêu tuổi? Lúc em gái mất ấy? 6 tuổi. 6 tuổi à? 6 tuổi chưa biết được, biết gì không nhớ được. Cháu Hiệp dám khẳng định rằng ở Việt Nam chưa có một bé nào có bàn chân bù đinh như thế này cả. Đây chắc chắn là trường hợp duy nhất mà tất cả các cái xưởng sản xuất giày từ chối bán hàng cho bé này. Đấy, trước khi kết thúc video thì anh em mình chúc bé luôn luôn là mạnh khỏe, phát triển như bình thường và sớm biết đi. Còn những bác nào mà như đã nói rồi, biết được một cái địa chỉ nào ngoài những cái bệnh viện lớn mà anh Đông đã đưa đi, mà biết được là có thể hỗ trợ chỉnh hình đấy, gọi là chỉnh hình. Còn cái gót này chắc là không can thiệp được đâu, bởi vì nó liên quan đến cái xương rồi, cái xương các thứ. Nhưng mà chỉnh thì anh nghĩ là chắc phải chỉnh từ cái khớp gối này xuống này nhỉ? Bởi vì là bây giờ nó xoay như này rồi mà chỉnh cả cái này nữa, biết được à? Chỉnh cả cái ngón chân này nữa này. Nếu mà thì các bác kết nối theo đuổi thì rất là khó. Cái khó thứ nhất nhé, bây giờ nếu cô bé này nó phải có một cái nhà hảo tâm, là có nghĩa là người ta nói là bây giờ người ta chỉ chúc mỗi đồng chí này thôi, để cho anh em, ví dụ như các em nhường quyền lại cho vậy, ví dụ cho các kia là em nhập đi, là để cho chữa, để đuổi. Thì cái này cũng phải là một phát là đi chữa, một phát là xong được. Đúng rồi, đúng rồi. Nó sẽ có giai đoạn nhiều lúc mà đôi khi cái gân của lối gân 3 năm đi vô lối gân thêm một lần nữa. Ví dụ cái cứ lớn là lại phải thay đổi. Đúng rồi, cứ 3 năm một lại phải thay đổi để đuổi. Thì cái tiền đó nó lại là đi suốt chặng đường đấy. Em đang nói là vấn đề lên là chi phí để theo đuổi cái chân này nó rất là nhiều, nó cực kỳ nhiều. Trừ trường hợp bây giờ là có Mạnh Thường Quân nào mà có khán giả nào là người có kinh nghiệm và làm được nhất luôn là con nuôi thì có thể là chữa luôn cho cháu. Hy vọng là cứ qua một thước phim của anh em thôi là trợ được duyên cho bé để có một cái tương lai sáng hơn thật sự luôn. Và bé bây giờ là cũng đang suy dinh dưỡng nha các bác, không phải là bé ở đây cao thì là một cái tỉnh rất là nhỏ thôi, nhưng mà quý khán giả có thể thấy là bây giờ thì anh em cũng lên rất là nhiều thức phim với những cái câu chuyện kỳ lạ, những câu chuyện rất là độc lạ, thậm chí là những câu chuyện mà anh em chưa bao giờ tưởng tượng được và chưa bao giờ dám nghĩ đến. Nhưng con người thì bất cứ đâu cũng vậy thôi, có người này người kia, và tất cả những cái gì anh em mình có thể làm thì anh em sẽ cố gắng. Còn đâu thì chia sẻ lên đây cũng hy vọng là các bé được mạnh khỏe, và đặc biệt hơn nữa là mong rằng các nhà hảo tâm và các bác sĩ có tay nghề cao có thể chữa được, nhìn thấy được hình hài của bé và muốn phát tâm, muốn giúp cho bé thì hãy kết nối với anh em để anh em có thể giúp đỡ và điều trị cho bé một cách tốt nhất. Được thôi nhé, các chú đi về nhé. Đây hôm nay chú đến thì có một ít sữa với cả thùng mì tôm tặng các bạn đấy nhé. Chú cũng không có nhiều nhé. Đây sữa và mì tôm chú để đây nhé. Chút nữa thì cất đi nhé, với cho em gái này này uống ít sữa, ít thôi nhé, không được uống nhiều cùng một lúc, không được uống thay thế. Cái này ngày mai mới uống nhé. Nay nhà uống rồi, ngày mai uống nhớ chưa, không được uống nhiều. Cả ba anh em, hai cậu anh thì rất là kháu khỉnh và thương em. Thương em gái thì lại không may là có thể cái này sẽ là một cái đòn bẩy để sau này bé trở thành giỏi, một nhân vật vĩ đại nào đấy, trở thành một con người nào đấy. Anh em sau này lại có Phạm Viễn Đông được tuyên dương người hỗ trợ bé hiểu ấy các kiểu gì đấy vinh danh ấy. Thế hy vọng là một điều vinh diệu nào sẽ đến với bé. Thôi anh em mình kết thúc video đây. Đây chắc chắn là những cái bữa ăn tinh thần mà quý khán giả có lẽ là chưa được xem ở đâu cả. Nếu mà quý anh em mình thì ủng hộ mọi người đăng ký và chia sẻ mọi người nhé. Hôm nay thật sự là đến cũng chẳng có gì đâu, tiếp tục là đi tra một thùng mì tôm và anh Tuyên có mua ít sữa lên để thăm các bé. Anh em mình cũng rất là tò mò về cái điều này.
Ở đây thì anh Đông đã hỗ trợ rất là nhiều rồi, nên là mọi người cứ yên tâm là không phải là bọn anh em mình chỉ đến quay lấy view lấy nọ kia, anh em cũng chẳng cần mấy cái view. Muốn là muốn chia sẻ và muốn nói rằng là hoàn cảnh này, rồi là bất cứ hoàn cảnh nào ở cái thôn này cũng đã được bên anh Đông hỗ trợ rất là nhiều rồi. Một người tuyệt vời của vùng cao đấy, đi từ Hải Phòng lên đây hỗ trợ bà con vùng cao rất là tuyệt vời luôn. Thôi anh em mình kết thúc cái video đây, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi nhé. Nếu mọi người thấy ở đâu có cái câu chuyện